Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, điện thoại gọi đến từ tỉnh Tuyên Quang. Alo, xin chào thính giả. Dạ, vâng, tôi nghe đây. Em có một chút cái câu chuyện về tình cảm của mình, em muốn được tâm sự ấy. Vâng. Tức là chị ạ, em có gia đình rồi chị ạ. Vâng. Và em có đi làm thì ở công ty của em thì cũng có một anh cũng có gia đình rồi. Và anh ấy thì cũng là đồng nghiệp, cũng là quản lý trực tiếp của em ấy. Vâng. Thì thực nói thật là anh ấy thì chưa bao giờ nói là có tình cảm với em đâu. Thực sự là anh ấy cũng quan tâm với em rất là nhiều. Vâng. Thì em không có cái tí tình cảm nào với anh ấy cả. Em chỉ có trong công việc với anh ấy thôi. Còn ngoài ra trong cuộc sống thì em không tâm sự hay không quan tâm gì đến cuộc sống riêng của anh ấy. Và Vâng. em cũng không tâm sự cuộc sống riêng của em. Nhưng thực sự là anh ấy quan tâm đến em ấy. Thì em muốn được nói chuyện với cả chuyên gia để chuyên gia khuyên em là em nên xử sự tiếp như thế nào, vì là theo em hiểu thì cái tình cảm của anh ấy vẫn không có cái dấu hiệu là suy giảm đi ạ. Vâng. Thế ra là em muốn được tâm sự với cả em muốn hỏi chuyên gia là trong cái mối quan hệ này thì em có đang sai không ạ? Vâng. À, bạn cũng đang rất là bối rối. Thực ra anh này là đồng nghiệp cùng cơ quan đúng không ạ? Anh sếp à? Vâng, vừa là đồng nghiệp cũng vừa là anh ấy quản lý trực tiếp À, em quản ạ. lý trực tiếp. Vâng, mình cũng rất là khó xử. À, biết là anh ta có tình cảm với mình, về phía mình thì không có chút tình cảm nào và cũng chỉ muốn dừng ở cái mức độ là đồng nghiệp và cơ quan thôi. Tuy nhiên thì trong cuộc sống nó cũng có nhiều những cái cách ứng xử rồi những cái chuyện mà mình rất là khó xử đúng không ạ? Vâng Vâng, ạ. anh Ninh Đoàn đã lắng nghe câu chuyện của bạn, anh Đoàn sẽ chia sẻ với bạn nhé. Xin mời anh. Rồi, chào em gái. Em chào anh ạ. Ồ, 20 mấy rồi? Anh ấy, em 36 tuổi ạ. À, 36 rồi, ôi giọng trẻ thế. Lấy chồng lâu chưa? Cháu lớn chưa? Em lấy chồng được 11 năm ạ. Vâng. Cuộc sống vợ chồng bây giờ thế nào? Em rất là hạnh phúc với chồng với cả con em ạ. Tức là em không có vấn đề gì về chồng đâu ạ. Chính vì như thế nên là em cũng chưa bao giờ mà để cho bản thân mình là để cho mình phải sa ngã. Em Rồi. cũng rất là cố gắng để giữ gìn ấy. Rất Thế nhưng tốt mà chị rồi. em cảm nhận là anh ấy cũng rất là chân thành chứ không phải là không. Bởi vì nếu như muốn là lợi dụng với em ấy thì em cũng chẳng có gì để anh ấy lợi dụng đâu. Nhưng Rồi. mà để tin anh ấy hoàn toàn ấy thì em cũng không tin. Bởi vì là một người đàn ông có gia đình mà đối xử tốt với cả một người phụ nữ có gia đình thì chẳng được cái gì cả. Đối xử tốt Đó. nghĩa là đối xử thế nào? Bởi vì rất nhiều bạn gái và người phụ nữ cứ hay mắc cái bệnh dầu trí tưởng bờ. Đàn ông nhiều người tốt lắm, nhất lại là còn làm sếp nữa, người ta rất quan tâm đến nhân viên, thậm chí là nhắc em mai gió mùa đông bắc đi ăn mặc thế này là lạnh, thậm chí là chưa ăn gì thì nếu mà không ăn cơm thì hay là order bún với phở miễn để mà ăn, rồi có muốn ăn trưa cùng anh không, anh rủ, tất cả cái đấy. Thật ra thì là người ta đang muốn chăm một cô nhân viên, một cái người cấp dưới trong mình thì cứ nghĩ chắc yêu rồi, chắc thích rồi. Em kể một chút đi, anh ấy quan tâm thế nào? Vâng, anh ấy cứ quan tâm đến em 5 năm nay rồi anh ạ. Khi mà vẫn còn mới vào làm ấy thì em chưa biết được tình cảm của anh ấy. Thì anh ấy cũng hay gọi điện chia sẻ với em các thứ về công việc thôi. Thế xong rồi dần dần là tối đến là anh ấy thì chúc em ngủ ngon, rồi buổi sáng là những cái tin nhắn. Nhưng dần dần đến khi em cảm nhận được anh ấy quan tâm em là em chặn hết số điện thoại với tin nhắn. Đại khái là bọn em không kết bạn trên một cái gì cả. Anh ấy không thể nhắn tin gọi điện được cho em mà bọn em chỉ có gặp nhau được ở cơ quan thôi ạ. Tóm lại Thế gặp ở cơ quan thì anh làm gì? sáng đến thì anh ấy cũng cứ mang đồ ăn sáng đến cho em này. Xong rồi những ngày lễ hay là cái ngày của phụ nữ anh ấy tặng quà, mà mới đầu thì em cũng vùng vằng lắm. Em khó chịu, em tỏ ra ý ra mặt ý là đừng tặng quà cho em. Thậm chí em còn vứt quà trước mặt anh ấy. Xong anh ấy lại nhặt lên, anh ấy bảo em là nếu như mà em muốn vứt quà của anh ấy thì em có thể mang đến chỗ nào mà anh không nhìn thấy thì em hãng vứt. Còn nếu như mà để anh nhìn thấy thì em vẫn sẽ tiếp tục để nhặt lên để tặng cho em. Nói chung là anh thấy em nói gì em tỏ thái độ như thế nào anh ấy cũng kệ, nhưng chỉ khi nào mà em tức quá rồi anh ấy biết là em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa, đừng có xuất hiện trước mặt em nữa, thì anh ấy sẽ mất hút luôn. Đến tầm trưa trưa anh lại đến, xong anh lại xuất hiện trước mặt em với một hộp cơm này hay cái bánh mì này hay là một chai nước ép này. Đại khái là 5 năm nay là như thế rồi anh ạ. Em không muốn nói một câu gì nữa mà em kệ, anh ấy muốn làm gì thì làm ấy. Có Thứ lúc nhất là anh ấy chưa làm điều gì sai em ơi. Anh ấy không anh có ơi bờm sơm, anh chưa tỏ tình là anh rất thích em. Đêm anh ôm vợ anh mà anh vẫn nghĩ đến em.
Cái chuyện mà người ta có quý mình, người ta lấy cho hộp cơm mình ăn, chả ăn thì thôi, và em rất là cảm ơn anh, cho hôm sau thì để trả nợ, mình lại gọi hai hộp, mình lại gửi cho anh một hộp thì có làm sao đâu. Ngày 8 tháng 3, ngày sinh nhật anh tặng hoa thì rất là cảm ơn, bởi vì người bạn trai mới quen người ta còn tặng được, huống chi như đây sếp nam tặng mình, cứ nhận rồi cảm ơn. Ngày nào sinh nhật anh mẹ tặng anh cái áo sơ mi hay là cái cà vạt, có phải thắm tình hữu nghị anh em không? Nhưng anh cứ lại tìm cớ để ở một mình với em ấy. Ở một mình thì mình biết rồi, đàn ông người ta thế thì mình thấy rằng là các nhân viên khác trong phòng về rồi thì mình cũng lấy lý do lý trống mà mình về. Anh ấy làm rồi, sếp thì anh có ở thế, lại, anh ấy lấy lý do thế. là anh ấy căn dặn mình điều nọ điều kia. Trừ trường hợp Em thế này này, nhắn như tin thế bậy ạ. bạ này, gợi tình gợi dục này, rủ đi nhà nghỉ này, mình về có cuộc sống gia đình rồi mà bây giờ nó rất phiền nhiễu mình thì mới nói rằng là em rất mong anh phải giữ đúng mực thế nọ thế kia, bây giờ em chả nói cái gì được. Vâng, xong là có những hôm mà em đi ăn với cả đồng nghiệp ấy, thế anh ấy cũng chẳng biết bằng cách nào, anh ấy cũng biết rồi. Hôm trời mưa gió, anh ấy cũng đến ở trước cửa cái quán em ăn đấy, anh ấy đứng ở ngoài đường mặc áo mưa, xong là mang áo mưa để ở xe cho em, xong là anh cứ lúc cút đi theo sau em từ đấy về nhà thế. Xong là hôm sau ấy, thì anh ấy bảo em là lần sau đi thì đừng về muộn như thế. Còn anh thật sự biết em đi ra ngoài thời đấy anh lo lắm. Anh bảo thế, xong là em nói luôn là đừng có quan tâm đến em nữa. Ngoài công việc ra em với anh ấy không có một cái gì cả, em không muốn có một cái gì liên quan đến anh ngoài công việc cả. Anh ấy bảo em là nếu sau này ấy, một là anh chết, hai là anh tâm thần, ba là anh mất trí thì anh sẽ không quan tâm và không nghĩ đến em nữa. Còn lại là anh còn sống trên cõi đời này thì anh chỉ cần muốn được em vui vẻ với cả bình yên, anh không cần gì nữa cả, chỉ cần thế thôi. Rồi. Anh bảo em thế. Cái đấy là cách thả thính của những người rất khôn ngoan. Nếu con cá nào cắn đớp thì chết, còn nếu không thì thính tao cứ thả, chứ nào tao có giật gì vào đầu mày đâu. Cho nên em nói như thế là được rồi, nhưng cũng không nên quá thô, không nên quá một cách nó giống như vứt hoa tẹt vào mặt người ta xong rồi người ta nhặt lên đó. Mà mình cũng ba mươi mấy tuổi đầu rồi, cũng có phải cái gì cô gái 18 đôi mươi mà áo nghẹo nũng nịu đúng không? Vâng. Nhớ rằng đây là sếp, ngoài cái tình nọ tình kia còn có tình đồng nghiệp, tình bạn bè ứng xử nữa. Nhiều người á, người ta cứ cười cười vui vui qua, ta cũng nhận hoa, cũng nhận trời ơi được làm nhân viên dưới sếp này á, kể cả em có tăng ca em cũng sẵn sàng em làm, sếp tâm lý quá cơ, xong rồi mình đừng có tỏ ra vùng vàng giận dỗi, đừng có nói rằng anh đừng theo em, với lại em không dành tình cảm cho anh. Mình cứ nói một cách cứ như là vô tư đi, coi như đây là ông sếp rất là ga lăng, ông sếp rất là lịch sự, thế thôi, đúng không? Nhưng mà trong tất cả mọi người, ai nhìn thấy ánh mắt của anh ấy cũng biết là anh ấy dành tình cảm cho em không thích. Mắt người ta thì kệ người ta, bây giờ mình làm sao được? Chẳng lẽ là bỏ nó anh phải đeo kính vào, nhưng em không muốn nhìn cái mắt ấy à? Em cứ cảm thấy mình có lỗi với chồng. Em không có lỗi, giá mà thấy anh như thế mà mình bảo, bắt đầu mình rung động xong một hôm nào anh rủ đi nhà nghỉ mình cũng đi, hoặc là tối mình cũng nhắn tin là thật ra em cũng có tí tình cảm với anh, thì mình có lỗi chứ, con thì mình xinh mình đẹp thì ra ngoài đời chẳng anh ấy thì một anh khác người ta quý mình cứ có lỗi với chồng thì không sao cả. Đấy là một niềm tự hào của một người con gái, rằng là mình cũng ba mấy tuổi cũng có chồng có con rồi, vẫn có người ta quý, người ta để ý, chứng tỏ là mình cũng không đến nỗi nào. Thế thôi, còn bây giờ thì cứ thể hiện sự tự tin và đúng mực, quan trọng nhất là đúng mực. Thôi cứ cho rằng là anh ấy là người tinh đời, nhìn ra mình có những cái nét duyên thầm, duyên đẹp và người ta quý. Thế còn người ta quý là quyền của người ta, và cái quyền không đáp lại là quyền của mình. Nhưng vẫn cứ cười, quà vẫn nhận, hoa vẫn nhận, vẫn cảm ơn sếp. Mình đừng có cảm ơn anh rồi anh cứ quý em quá em khó chịu, em cảm ơn sếp, cứ nói sếp đàng hoàng. Và hôm nào đến ngày lễ ngày Tết mua cân cam cân kiếc để cho em gửi về cho chị với các cháu ở nhà, thỉnh thoảng lại có tí nước mắm ngon này biếu anh lít nước mắm vì có người bạn ở trong Phú Quốc gửi ra, trời ơi mình ăn miếng thì mình đáp lại, mình không ăn không của ai cái gì, anh ấy hiểu mà. Và không mua quà cho anh cứ gửi quà cho chị, đấy là một cách rất khéo léo để nhắc nhở rằng là cẩn thận không em bảo chị đấy nhá. Vâng, chắc hẳn là bạn cũng đã tìm được cái cách ứng xử phù hợp mà cho mình rồi chứ ạ. Dạ vâng, em cảm ơn anh. Vâng, vâng, xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình nhé. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi ạ. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Sóc Trăng. Alo, xin chào thính giả. Dạ, muốn hỏi như là uống thuốc ngừa thai á, rồi khoảng gần 4 năm mà giờ muốn để sanh em bé á. Vâng. Rồi như giờ sanh là cũng như ngưng thuốc bao lâu mới để có bầu được, rồi như mình để có bầu rồi sanh sau này có bị ảnh hưởng gì về em bé không á?
Vâng, câu hỏi của chị sẽ được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng nhé. Bác sĩ sẽ tư vấn ạ. Xin mời. Chị chào em. Dạ, chào bác. Có em bé nào chưa? Dạ, có được 11 tuổi, một bé trai rồi. Thế à? Thế mà giữ kế hoạch lâu thế? Dạ, tại vì cũng gia riêng tư rồi, nó hay cái kinh tế nó cũng không được thoải mái rồi, cho nên con sợ nuôi không nổi. Thế là mình uống thuốc ngừa thai hả? Và bây giờ thì mong muốn có con rồi. Em hỏi cái điều đấy rất là đúng đấy. Bởi vì mình đã uống 4 năm rồi. Thế và bây giờ muốn nếu như mà ngừng một cái mà mình quan hệ luôn ấy, thì cái hàm lượng thuốc nó vẫn còn ở trong cơ thể mình và nó có thể làm ảnh hưởng đến em bé nhá. Vì vậy trong thời gian mà mình, tức là mình có kế hoạch đi, thì ít nhất mình nghỉ lấy 1-2 tháng và mình áp dụng cái cách khác để mà tránh thai ấy. Ví dụ như là bảo ông chồng thôi, mình cứ dùng cái câu nôm na để cho em sạch sẽ cái thuốc tránh thai trong người, cho nó đào thải hết ra ngoài đi đã, rồi lúc đấy mình mới có bầu thì em bé nó đỡ ảnh hưởng. Thế và đấy, và có thể nói anh chịu khó mang bao cao su hoặc là xuất tinh ngoài âm đạo, nhưng bao cao su thì nó chắc chắn hơn nhá. Đấy, thế chứ còn nếu mà không thì nó cũng ảnh hưởng đến con á. Con lo, con không dám để sanh, con sợ có gì đấy em bé ha. Đúng rồi, thế cho nên ngừng lại một thời gian, áp dụng biện pháp khác để mà chưa có con ngay vội, tức là không uống thuốc, đúng không? Và đợi sau đấy ở tối thiểu 1-2 tháng. Đấy, thì rồi có em bé nhá. Và cái cách để mà giữ tốt nhất là ông chồng mang bao cao su nhá. Cảm ơn. Dạ vâng, chúc chị giữ gìn sức khỏe của mình nhá. Vâng, cảm ơn thính giả đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Bắc Cạn. Dạ vâng ạ, em chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây. Em có một chuyện như này ạ. Đó là em làm và sinh sống ở Bắc Cạn. Vâng. Vợ chồng em thì đã ly hôn được chính thức là 3 tháng, nhưng ly thân từ lâu rồi ạ. Vâng. Lúc em sinh bé thứ hai ấy, thì là chồng em có đi ra ngoài linh tinh đấy, có người thứ ba đấy. Vâng. Thì là em phát hiện ra, xong rồi là từ đấy về thì tình cảm vợ chồng giãn nứt. Chồng em cũng mấy lần muốn kéo lại, nhưng mà em thật sự lúc đấy không chấp nhận được ấy. Và cứ thế là tình cảm nó nhạt dần. Trước khi mà ly hôn 3 tháng ấy, em có quen một anh qua cái ứng dụng hẹn hò. Anh đấy không phải người ở Bắc Cạn mà anh ấy là người ở xuôi. Anh đấy có lên Bắc Cạn để công tác và làm việc ở trên đấy. Anh cô ấy cũng xa vợ con. Thì bọn em gặp nhau qua Facebook, xong cũng có hẹn hò nhau ở ngoài ấy. Vâng. Anh đấy thì chưa bỏ vợ. Bây giờ thật sự là em không muốn tiếp tục ấy. Vâng. Từ lúc yêu chồng em được 1 năm thì em cưới, đến bây giờ là được 12 năm. Vâng. Thì nhưng mà tình cảm lâu dần cũng quên rồi. Bây giờ em yêu anh này ấy, thì cảm thấy tình cảm của anh này nó lại như là mình mới yêu chồng mình hồi xưa ấy. Có nghĩa là lại cái cảm giác yêu ấy. Thật sự là rất là muốn khó quên. Thế nên em nhờ chương trình tư vấn hộ em với anh đấy, thì cứ bảo là anh đấy với vợ anh đấy không còn tình cảm. Vâng. Nhưng mà nên anh đấy cũng mới lên đấy công tác. Em thì có 2 con, anh đấy cũng có 2 con. Em có 1 trai 1 gái, còn anh đấy có 2 con gái. Vâng, thì tôi hiểu câu chuyện của bạn rồi ạ. Thực ra bây giờ bạn cũng vẫn đang rất là phân vân đúng không ạ? Và khó xử giữa hai cái mối quan hệ như thế này. Câu chuyện của mình sẽ được gửi tới chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Anh Đinh Đoàn sẽ tiếp chuyện và chia sẻ với bạn nhé. Rồi, xin chào em. Mình ly hôn với chồng chính thức rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Xong 2 con thì bây giờ ở với mình ý, theo bố hay đứa theo bố? Thật theo ra mẹ. Thì em ly hôn rồi nhưng mà vẫn ở gần nhà ông bà nội. Và khi mà em trẻ con nó cứ chạy qua chạy lại. Vẫn lấy lại em 2 đứa thì ra tòa thì mỗi người nuôi 1 con. Vợ chồng em bỏ nhau nhưng mà con cái các thứ thì vẫn cho đi lại cả 2 bên, không có ngăn cấm như thế nào rồi, đấy. Đúng rồi, thì đúng 2 rồi. Đứa vẫn ở với em. Tốt. Tại chồng em đi thì bỏ nhau thì là chồng em để lại nhà và 2 con, còn ông chồng em lại về ở ông bà nội cách đấy 1 cây thôi ạ. Rồi, ngoài cái việc anh ấy có bồ bịch cái dịp mà mình sinh đứa thứ hai ra thì còn lại thì các thứ khác có được không? Thật ra là em thì lại rất ghét là hút thuốc, chồng em thì lại hút thuốc rất là nhiều, với lại nhiều những cái chuyện nhỏ thôi anh ạ. Ví dụ như mà anh đấy không quan tâm này, yêu nhau cưới nhau 10 mấy năm nhưng mà vào ngày lễ hay ngày Tết gì thì thật ra là của em ngoài thành phố. Đấy, bạn bè đi hẹn hò rồi chúc nhau các kiểu. Như chồng em có thể chúc hết tất cả mọi người ngày lễ, ngày Tết. Nhưng mà trừ vợ ra là em chưa bao giờ nhận được một câu chúc nào của anh cả. Hoặc là anh đấy có thể đi cùng bạn bè tổ chức sinh nhật cho bạn. Nhưng mà với vợ thì anh đấy lại chưa một lần là tổ chức sinh nhật cho vợ đấy. Cái việc quan trọng nhất là anh đấy hút thuốc. Là khi mà gần gũi vợ chồng ấy.
thì em thấy nó không được thoải mái. Nó cái mùi thuốc mà mùi không đánh răng nó kinh lắm. Thế nên là lâu dần em cảm thấy nó tình cảm nó nhạt nhòa từ lúc mà em sinh cháu thứ hai ấy. Lại cộng thêm cái việc anh có bồ có bịch lăng nhăng ở ngoài nữa, thành ra như một giọt nước tràn ly. Trước đấy thật ra tình cảm nó cũng nhạt phai rồi, cũng không phải do cái gì đấy quá lớn, nhưng mà nó cứ cái lặt vặt đúng không? Làm cho mình cứ khó chịu đi. Hiện tại thì cái anh bạn người ở Nam Định mà công tác ở trên đấy, vợ con thì ở dưới Nam Định đúng không? Vâng ạ. Thứ nhất, cái việc anh ấy kể rằng là vợ chồng anh ấy không hạnh phúc và chỉ có gặp mình anh mới thấy tìm được tình yêu, nhưng cái bài này nó cũ lắm. Bởi vì muốn cặp bồ thì cũng phải nói là mình bất hạnh, mình khổ sở rồi. Ngày xưa lấy nhau không vì tình yêu rồi, vân vân. Nhưng mà thật ra thì chưa chắc đã thế. Đấy là một. Em cũng nghĩ thế, nhưng mà trong lúc gặp anh đấy là cái tình cảm em gặp anh đấy tháng 2 vừa rồi, lúc đấy là em đang nộp đơn và lúc đấy thật sự là tình cảm em đang suy sụp. Anh đấy an ủi rồi các thứ tình ấy, nên là tự dưng em lại dành tình cảm cho anh đấy quá sâu đậm luôn. Thật ra cũng chả phải sâu đậm gì đâu, nó có gì mà sâu đậm, chẳng qua mình đang chết đuối và bỏ đói quá lâu. Nay lại gặp được cái cọc, xong mình tóm lấy, mình nghĩ đây là cứu phiêu, cứu phao. Nhất là ông chồng này là cái người mà chúc hết mọi người, riêng vợ không bao giờ chúc cái gì, không đó nói một lời tử tế. Chắc gặp anh này thì dẻo mỏ chứ hả? Lịch sự quan tâm chứ đúng không? Dạ vâng. Ừ. Nói chung anh đấy cũng là giám đốc của một cái công ty ạ. Rồi, chắc chắn là anh chả bỏ vợ đâu, anh cũng nhìn nhằng nhìn lắm. Em đang rất cũng muốn là dứt bỏ, nhưng mà đấy cứ mỗi lần em cũng bảo là thôi, nhưng mà anh đây cứ bảo là đấy. Anh thế nọ thế kia, bây giờ anh công việc rất áp lực, em lại cứ như thế thì anh thế nọ thế kia ấy. Việc anh ấy em áp lực, thật ra chả có mình thì anh ấy cũng sống được. Anh mới gặp mình có mấy tháng nay, chứ trước đây anh công tác bao nhiêu lâu, anh là sếp, anh cũng đầy cô. Người ta cũng đủ khôn ngoan để người ta cân bằng cuộc sống của người ta, chẳng đến nỗi mình mới chen vào thôi mà, đúng không? Vâng ạ. Mình là người phụ nữ đã bỏ chồng vì lý do lớn nhất đó là anh ấy lăng nhăng. Bây giờ không có thể mình lại dẫm vào cái vết chân ấy được. Thực ra mình cứ gọi trắng ra là hiện nay mình đang cặp bồ với một người đàn ông có vợ, đúng không? Vâng, đúng ạ. Tuy nhiên thì trong trường hợp của mình nó sẽ dễ hơn, vì mình là người phụ nữ đơn thân. Nó sẽ không giống như chồng mình là lúc đang có vợ mới đi cặp bồ ngoài. Có lẽ nó cũng được an ủi một chút, nó cũng vui một chút, nhưng mình luôn luôn áy náy, cái lương tâm nó cắn rứt suốt ngày đêm, đúng không? Vâng. Chả biết ông này ông lừa, chắc đến với mình cũng chỉ để là gạ gẫm nọ kia, để lấp những cái trống trải khuây khỏa, chứ còn thì đàn ông nó khôn lắm, nó vun vén tiền bạc, nó giữ cái ghế của nó phải giữ trước nọ trước kia, nó không muốn cặp bồ lăng nhăng, nó không muốn đi gái gú ở ngoài, nó sẽ ảnh hưởng thôi, mình thì là vân vân. Thật ra ông cũng nắm được mình đang có chồng xong, vừa ly hôn xong, phụ nữ dễ trông chênh. Và tán một cái người đang trông chênh choáng ấy dễ đổ hơn. Mà thậm chí chưa hích vào đã đổ, giống như người bị uống rượu say mà. Vài chén rượu đi đã chân tam đá chân chiêu rồi thì nó hích khẽ là cũng đổ thôi. Cho nên mình đổ là nó có hoàn cảnh khách quan, nó đưa đẩy. Thôi, những gì đã chót xảy ra rồi thì cũng không sao. Mình cũng xác định là mình... bây giờ mình không có chồng thôi, cũng vì mình cô đơn, cũng vì mình khó khăn, cho nên mình tìm đến một cái chỗ như thế. Nhưng mà về lâu dài không thể thế được. Một người khát nước thì phải uống nước sạch, chứ không thể uống nước bẩn. Ngay bây giờ là em cũng muốn thôi, nhưng em không có cách nào để thôi được anh đấy, thật sự luôn ạ. Bởi vì em cũng là người có học, thật sự là xảy ra những cái việc gì các thứ thì em cũng rất là ngại. Cái khó nhất là cai nghiện ma túy mà rồi cũng đã có người thành công, nhưng mà nó phải có kỹ thuật. Thực ra em bây giờ mà em muốn cai anh ấy thì không nhất thiết là phải cai bụp một cái, đúng không? Một người đang nghiện ma túy mà bỏ bây giờ là ngày mai là trói vào cột xong rồi bỏ đói thuốc là có khi lên cơn dẫy sùi bọt mép lên. Khó lắm. Thế thì chữa theo kiểu cai theo kiểu giãn dần dần mà giãn từ từ, giống như mấy anh cai thuốc lá thôi. Thay vì một ngày hút một bao thì rút xuống là một ngày hút nửa bao, xong rồi tuần sau nữa thì rút xuống là một ngày hút có 3 điếu thôi, xong đến 2 điếu rồi đến 1 điếu. Từ cái việc một ngày hút có 1 điếu thuốc chuyển sang một ngày không hút nữa nó dễ dàng hơn là việc đang một ngày làm cả bao mà bây giờ phải ngừng. Đó. Hơn nữa là cũng cần để cho thời gian nó nguôi ngoai. Cái mà mình vừa mới vồ được này này còn đang rất là hào hứng, vì mình bao nhiêu năm nay mình khổ sở, mình chẳng gặp được một người đàn ông nào quan tâm và nó lại sâu nặng như cái anh này, thành ra mình đánh giá rất là cao. Đấy, thì cũng để cho nó nguôi ngoai rồi dần dần giãn từ từ. Mình cũng đủ trưởng thành và đủ trí tuệ để biết là không làm những điều gì quá đà, tránh trường hợp là để lưu lại những dấu vết, vì mình cũng là cán bộ, mình còn đi làm, mình đừng để cho lưu lại ảnh nọ ảnh kia để clip clung rồi tung lên rồi lúc ấy thì mất hết tất cả.
có như thế ạ. Thế nên là em đã từng ngắt Zalo rồi, em chặn Zalo của anh đấy. Chặn nhưng không chặn thể chặn Facebook, được con nhưng người. Mà rồi đến lúc... anh đấy cũng lại quen biết bạn em ấy. Bạn em thì không biết mối quan hệ của bọn em đâu, chỉ là làm ăn chỗ anh đấy với cơ quan em thôi. Thì chỉ bảo là đấy như thế. Nhưng mà khi mà anh đấy lại lấy cái số của bạn em ấy, có nghĩa là không biết làm sao lại gọi, xong rồi bảo là còn nhớ, có nghĩa là tin nhắn thôi, chứ bọn em là đi với nhau là không có chụp ảnh, với cả ảnh chung bọn em cũng không có chụp. Nhưng mà anh đấy bảo là đấy, em phải biết là như thế, anh không thấy nọ thế kia, đúng như anh nói đấy ạ. Đấy, không phải ảnh người mà ảnh qua những cái tin nhắn đấy. Chụp cái ảnh cái đoạn chat với đoạn nhắn nhau đúng không? Nhớ lắm rồi. Công nhận tối nay vui nhỉ, rồi em sướng lắm. Những cái câu đó là cũng... Qua đấy lại thấy thêm bộ mặt thật, rằng là cũng chả tử tế gì đâu. Chỉ cần mình không cái là nó đã đưa dưa ra cái bài nọ bài kia để nó gài bẫy mình. Hết sức tỉnh táo, cẩn trọng. Tất nhiên là rút lui là mình cũng có thể chống tranh. Nhưng mà thôi, mình vừa mới phá căn nhà cũ đi, giai đoạn mà đang ở nhà thuê, nhà trọ thì nó cũng vất vả một thời gian. Dần dần mình ổn định, mình sẽ xây được nhà mới thì nó sẽ dễ chịu hơn nhá. Chứ còn thì mối quan hệ này là lành ít giữ nhiều, mà càng lún sâu thì càng khó dứt. Vâng, chúc cho bạn sẽ có một cuộc sống ổn định hơn nhé. Xin được cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Em cảm ơn anh, em cảm ơn chị ạ. Vâng, chào bạn. Cảm ơn anh Linh Đoàn đã tư vấn câu hỏi vừa rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng mở đầu bằng cuộc điện thoại đầu tiên gọi đến từ tỉnh Phú Thọ. Alo, xin chào thính giả. Dạ vâng, em chào chị ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Chị ơi, bây giờ em đang gặp một trường hợp như thế này. Em lấy vợ em hơn em 3 tuổi. Vâng. Và vợ em có một đứa con riêng. Năm ngoái là bọn em đăng ký và năm nay bọn em mới cưới. Vâng. Em vừa cưới nhau được 4 tháng. Thì trong vấn đề gia đình, vợ chồng em chỉ có những lục đục nhỏ nhắn thôi. Vâng. Em không bao giờ đánh vợ em cả hay chửi mắng vợ em. Em chỉ mỗi tận rượu, chứ em không cờ bạc gái gú hay là chửi bới vợ con. Vâng. Từ ngày em đi làm thì em làm một quán tổng quát massage. Thì bao tiền đều đưa hết cho vợ em. Cầm hết, bây giờ vợ chồng lục đục nhau cái. Thế là bây giờ vợ em dọn quần áo bỏ đi. Và cầm hết tiền nong của em đi, bây giờ để lại cho một đống nợ. Em không biết là phải giải quyết như nào nữa. Và bây giờ cô đấy làm đơn ra tòa ly dị. Bây giờ chúng em đang chờ ngày tòa gọi để xử thôi. Vâng, cô này là hơn bạn 3 tuổi cũng đã có con riêng đúng không ạ? Hiện nay thì cô ấy đã bỏ đi và mang hết cả tiền nong chung giữa hai người. Vâng ạ. Vâng, và cũng đang làm cái thủ tục ly hôn giữa hai người rồi đúng không ạ? Vâng ạ. Vâng, câu chuyện của bạn xin được gửi tới chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Anh Đinh Đoàn sẽ chia sẻ với bạn nhé. Xin mời ạ. Vâng ạ. Rồi, xin chào em. Vâng, em chào anh Đinh Đoàn ạ. Đến 30 chị em? Em năm nay 35 ạ. À, 35. Mà mới cưới vợ 4 tháng này đúng không? Này, xin hỏi tò mò một chút, em khỏe mạnh không? Em hoàn toàn khỏe mạnh ạ. Rồi. Và từ trước giờ chưa bao giờ yêu ai, lấy ai? Em trước là năm em 20 tuổi thì em có yêu một người con gái, em bảo là anh sẽ ở vậy chờ em, sau từ đấy là em chả yêu ai nữa. Xong đến bây giờ em gặp cô bé này thì em mới yêu ạ. Ừ, cái cô bé mà một đời chồng, em có nghiên cứu về cái đời chồng trước của cô không? Chẳng hạn như cô cứ cặp bồ, cặp biệt nhiều quá, hay là chồng cô ấy bạo lực, hay là cái gì mà họ ấy chia tay nhau? Không ạ, đây là vợ em là bị lỡ dở thôi ạ, chưa lấy chồng lần nào ạ. À, cô là người mẹ đơn thân. Vâng ạ. Rồi, tức là có yêu một cái anh nào đó, xong rồi có bầu, có thai, rồi nó không tiến tới được. Và cô có con riêng chứ không phải là cô có một lần kết hôn đúng không? Vâng ạ. Mà cô thì bà Tám. Vâng, thì hôm nọ mẹ em gọi điện thì bây cô đã chặn hết Zalo, Facebook. Thì mẹ em bảo là thôi, coi như cái số tiền nó cầm đi thì kệ nó. Ta vẫn mua cho nó ít vàng đây để nó hôm nào nó về thì ta kỷ niệm cho nó. Xong hôm nọ mẹ em gọi điện thì cô bé đây chào mẹ em luôn bằng con chào bác. Mẹ em ngồi bật khóc luôn. Ở nhà em ngoài em đó còn ai không, bố mẹ khỏe không? Bố mẹ em vẫn còn, em chỉ có em là chị gái thôi. Mẹ chắc thương cô lắm, mẹ mong muốn em lấy vợ lắm đúng không? Dạ vâng ạ. Thế cho nên đến lúc mà con trai 35 tuổi yêu một cô đã có con riêng rồi, thậm chí hơn 3 tuổi, mẹ cũng quý đến mức độ bây giờ nó bỏ đi rồi vẫn bảo bao giờ thương nó lắm, bao giờ nó về ta cho nó ít vàng. Nghe dạ có vẻ vì mẹ khát khao có con dâu, khát khao có cháu nội quá. Em làm ăn gì? Em làm kinh doanh tổng quân văn xa. À, tức là em làm chủ hay em thực sự đi làm cái việc đó? Em làm chủ ạ. À, thế hả? Này, cái việc mà cô cầm một ít tiền đi nhiều không? Trong một năm kinh doanh em chả mấy khi em đã động đến tiền ạ. Nghĩa là em có đồng nào em đưa hết cho vợ em. Em chỉ bảo vợ em một ngày cho em đúng 2 bao thuốc thôi, bởi vì anh chả tiêu gì đến tiền. Thế là em có đồng nào em đưa hết cho vợ em. Em có biết cô đi đâu không? Bây giờ em biết cô đấy về làm nhân viên massage dưới Quảng Ninh ạ. Thì nhà mình có massage nhưng mà đi làm chỗ khác đúng không? Vâng ạ. Thế em có nghĩ là đi theo tiếng gọi của con tim gì không? Có ạ, bởi vì em đã từng hỏi vợ em bảo rằng là
hay em có người khác rồi, vợ em không nói đi nói lại. Em hỏi rất nhiều lần rồi nhưng vợ em không nói đi nói lại. Tò mò một chút xíu thôi nha. Dạ. Chứ sao tôi suy nghĩ thông thường ấy. Là một cô gái này 38 tuổi này, lỡ dở này, có đứa con riêng này, bây giờ lại một thanh niên trai tân chưa từng kết hôn, người ta lấy mình này, lại có nghề nghiệp ổn định này, thôi ít nhiều cũng là một ông chủ kiếm được tiền, đạo đức tốt, không cờ bạc, không đánh đập. Bình thường do như thế thì người vợ phải hết sức trân trọng người chồng. Em rượu thôi, em rượu em uống rượu say xong ngủ, em vẫn dậy vẫn cai quản quán sáng tốt. Nhưng mà lại sẵn sàng dứt bỏ em ra đi cũng chỉ để làm nhân viên massage ở một nơi khác, lôi cả con đi đúng không? Vâng ạ. Cái việc kia em làm có tốt không? Quan hệ vợ chồng ấy. Việc kia thì em cũng yếu. Yếu là làm sao, có làm được tí nào không? Em được tầm khoảng 3 phút cho hai hôm nào em uống rượu vào thì em được tầm khoảng 15 phút. Anh thì anh chỉ sợ là cô ấy thì quá rắn giỏi, một người từng trải ở đời, cô ấy đã va đập, cô ấy đã qua tay đàn ông và cô cũng đã có con riêng, nghĩa là còn mình thì nó lại trong sáng như tờ giấy trắng ấy. Thế là thành ra một tờ giấy than kẹp với một tờ giấy trắng thì ra em là cái đứa mà nó rắn giỏi, từng trải rồi, quần quật rồi, nói chung là một cái gì đấy để cho cô ấy phải cảm thấy là rất là ngưỡng mộ. Em vốn dĩ là một con người rất mạnh giỏi, nhưng cái hôm xuống dưới tòa mà tòa gọi để giàn xếp ạ, em đã từng phải quỳ xuống em xin là thôi vợ ơi, nghĩ tình nghĩa vợ chồng hãy quay về đi, anh còn thương em nhiều lắm, thôi mọi chuyện đều bỏ qua hết, anh không nhắc gì đến em ơi. Mọi công nợ anh đã lo xong hết rồi đấy. Chính cái cách của em mới làm cho người ta cũng nhìn thấy em nó cái đàn ông đàn an gì, mình có phải hèn kém gì đâu. Mà quỳ ở tòa xong rồi vợ ơi về đi, giá bảo rằng là bây giờ con đang nheo nhóc khát sữa rồi nọ kia. Đấy, thật ra em tốt nhưng mà nó giống như là nước lọc ấy, nó không bổ, nó không dưỡng. Mà người ta thì thường hay nghiện rượu mạnh với lại nghiện cà phê với lại cứ đắng đắng cay cay cơ. Em nó hình như nó nhạt, có không biết có đấy. Đây là đoán vậy thôi. Như bây giờ thế này, nếu như cô không về nữa thì sao? Thì em vẫn bảo thôi, để em đành chờ chúc phúc thôi, em chả biết làm nào cả. Nhưng mà là... các em đăng ký kết hôn rồi đấy, nhớ rằng vẫn là vợ chồng đấy, cũng chả thể chúc phúc chúc việc được đâu. Cô cũng chả lấy được ai, mà em có muốn đi với cô nào thì vẫn khó đấy. Đâu, bây giờ bọn em là đang chờ đến ngày tòa xử đấy. Thế thì thôi, chuyện gì đến nó đến, các em chắc là không có nợ nần gì nhau. Cô tạt vào đời em một quãng thế rồi cô đi rồi. Mình cũng đã từng có vợ, mình cũng được hạnh phúc trong vài tháng trời. Bây giờ ta không nhắc lại cái đó nữa. Bởi vì chắc chắn là đã chờ tòa, rồi mình quỳ mình lại và cô cũng đã còn chẳng thèm đói hoài. Và cô là cái người mà một nách một con như thế mà cô còn chẳng tiếc nuối gì. Mình thì mình có gì mà phải đáng ngại. Sau này ổn định tinh thần đi, em tìm một ai đó mà để rất thực tế thôi. Ví dụ như mình cũng 35 tuổi rồi, mặc dù là mình cũng khỏe mạnh, có công ăn việc làm, đầy những người con gái hiền lành tử tế, thậm chí cũng còn gái tân gái tơ. Chỉ có điều có thể chắc là không đẹp như hoa hậu, không xinh như người mẫu thôi. Nhưng người ta chịu thương chịu khó, người ta đi làm công ty, làm Samsung, làm ở chỗ nọ chỗ kia, lương tháng 7-8 triệu. Ngày nay người ta lấy được mình, đối với người ta như thế là một sự đổi đời. Mình có thể nhắc nhở là sẵn sàng về đây mà làm bà chủ, ghi danh sách rồi thu tiền, vừa làm kế toán vừa làm vân vân bà chủ đúng không? Vâng ạ. Em đi em bực mình lên xong em cài và em làm, bây giờ em mở được thêm quán nữa. Ôi trời tốt, đấy nó lại là động lực thôi. Đấy, người ta bảo rằng là giá như người khác ấy mà không có nghị lực ấy, mà vừa mới cưới vợ xong bị vợ đi như thế là lao vào nghiện hút, nghiện chích hoặc bỏ nhà đi lang thang hoặc là lại đi tìm gặp cô để gây sự đánh nhau thì khó khéo ông vào tù rồi. Em là người tốt mà, có điều rằng là cái tốt của em phải đặt vào cái người người ta trân trọng. Chứ một người mà người ta lại cần cái gì đấy mạnh mạnh cơ, cần cái hư hư cơ, cần những người đàn ông để biết nói tục, cần những người đàn ông để uống rượu như uống nước, xong rồi lên giường thì như con hà mã chẳng hạn, biết đâu được thế. Còn trong khi mình thì cứ trong veo như giọt nước. Cái tốt của mình ấy, tìm một người con gái xứng đáng trân trọng để trao. Em ban nay anh có hỏi là về sức khỏe nọ kia cái thứ mà thấy em khỏe mạnh rồi lại còn làm ăn được như thế thì đúng là cái số thôi nha. Vâng, xin gửi lời chúc bạn sẽ gặp may mắn trong cuộc sống nhé. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Đắk Lắk. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Đắk Lắk ạ. Em nghe chị. Vâng, tôi nghe đây ạ. Câu hỏi của anh là gì đấy?
Em mất khoảng 2 năm nay này, em yếu sinh lý hơn từ hồi xưa là thanh niên đó nè. Em cũng nói chung là mình cũng bình thường cũng có bồ, nhưng mà với là chị hồi đấy chưa xác định lập gia đình á. Vâng. Là thời đó là sinh lý cứ gặp này, như gặp những bạn gái mà thì mình không có bán trao mà không có làm gì được, mà khi lập gia đình thì em bữa nay là 3 đứa con rồi. Vâng. Cách này 2 năm nay là yếu hơn hẳn đấy, tại vì vâng, cái thời điểm mà vợ em đứa đầu đứa thứ hai đứa thứ ba mà có bầu với ấy là vợ em nó không quan hệ được, nên thành ra là em hay thủ dâm á, thành bây giờ khoảng 2 năm nay là yếu hẳn. Vâng. Em cũng có đi khám ở bệnh viện đại học y dược thành phố ấy, Đắk Lắk á, nhưng mà người ta cho cái thuốc 7 ngày thuốc bôi á, thì em về em không thấy hiệu quả gì, em muốn hỏi chương trình em hỏi bác sĩ thử ở Đắk Lắk thì có chỗ nào khám tốt hơn để em đi khám cho nó chính xác hay gì. Vâng, anh năm nay 48 tuổi và 2 năm trở lại đây thì cảm thấy là mình yếu đúng không ạ? Yếu, vâng, yếu hơn ạ. Yếu về nhiều vấn đề sinh lý. Câu hỏi của anh xin được gửi tới bác sĩ Vũ Minh Phượng, bác sĩ sẽ tư vấn, xin mời ạ. Chào bạn. Thế khi yếu sinh lý của mình thì mình đi khám ở Đắk Lắk ấy, họ có làm xét nghiệm hay là những cái gì không? Họ chỉ làm một xét nghiệm thôi, người ta nói là rối loạn cương chức năng tình dục. Ừ. Nên là người ta cho thương 7 ngày về bôi á, nhưng mà em 7 ngày bôi thì em cảm thấy không có tiến triển gì hết. Rồi, bây giờ mình nói về cái việc của mình đã. Thứ nhất là tuổi của mình là 48 tuổi. Tức là về cái sức khỏe chung ấy là bắt đầu nó cũng không còn sung sức như là cái thời 35, 40, 45 nữa rồi. Nhá. Và lại rơi vào cái hoàn cảnh là 2 năm trời rồi thì cái đời sống tình dục của mình là mình cứ thủ dâm. Mà khi thủ dâm ấy thì thông thường là xuất tinh rất sớm, rất nhanh, đúng không? Dạ. À, thủ dâm thì lại lâu chị ạ. Thủ dâm thì có khi 10-15 phút là nó ra rất là nhiều, nhất rất nhiều là tinh dịch á. Nhưng mà quan hệ thì trong một khoảng 2-3 tháng thì mới được một lần, còn là đỡ chứ còn hầu như là cứ bình thường mà em với vợ em bắt đầu thì vợ em nó ý là chưa đến lúc ấy thì này của em không quan hệ được. À. Lại xuất tinh á. Nếu mà có quan hệ được thì là xuất tinh, vô được tí xíu là xuất tinh á. Tức là mình lên nhanh và xuống nhanh quá, đúng không? Dạ. Không đợi được vợ để mà cùng gặp nhau. Thế và sức khỏe chung của mình thì có vấn đề gì không? Thì em cũng đi khám này không có bệnh dạ dày thôi ạ. Chứ còn bệnh gọi là trào ngược dạ dày thôi chứ không có bệnh gì hết. Và có điều trị thuốc không? Dạ, cái điều trị thuốc thì khoảng cơ 1 năm thì được 1-2 lần nó đau quá em mới lên bác sĩ uống khoảng 10 ngày là bớt. Rồi, thế cái tình cảm vợ chồng ấy đằm thắm mơ mộng không? Dạ em thì hai vợ chồng thì cũng bình thường mà. Ý là cái hồi xưa thì vợ em thì nó trẻ hơn em 11 tuổi á. Bây giờ hồi xưa thì vợ em thì nó cũng đôi khi nó có hơi một chút vô tâm đó, là khi ngày xưa thì hồi em còn khỏe thì lúc em đòi hỏi thì cô ta không, ý là không đủ thì em cứ phải thủ dâm, thành ra mà đến cái tuổi giờ thì mỗi lần mà như vậy, ý là cô trẻ hơn thì cô cũng thỏa mãn, mỗi lần làm như vậy cô cũng thỏa mãn, thành ra là cái chuyện đó thì cũng không được thoải mái. Không đáp ứng được cho cô lắm, đúng không? Rồi, thế và và bản thân em thì khi mà gần vợ, tại vì em nói là em thủ dâm thì nó được rất lâu ấy, thế nhưng mà gần với vợ thì không được lâu. Vậy thì cái khi mà gần vợ em có bị áp lực không? Thì có lúc cũng không áp lực đâu, nhưng mà nói chung là mình tuổi lớn rồi mình áp lực mỗi cái là bây giờ muốn làm cho vợ thỏa mãn lần nào rồi. Lâu lâu mới được một lần thôi, cứ khi 2 tháng 3 tháng mới được một lần vợ thấy cảm thấy thoải mái, còn hầu như là không có thoải mái. Vợ mà cứ ấy là mất công nó cứ vợ nó cứ buồn á. Vợ nó kêu là mất công, cứ vẫn một lần em làm như vậy đến cái độ mà vợ em nó hứng lên cao trào lên thì là em lại không quan hệ được, thành vợ nó cũng không thích. Thế thì mình có cái cách nào để mà tức là kéo dài cái việc cương dương lên không? Chị nói sao? Tức là biết rằng là chắc là em cảm nhận được đúng không? Khi mà mình kích thích, mình hưng phấn thì nó lên cao, và em cảm nhận được rằng là nó sẽ sắp xuất tinh đấy, thì em làm cho nó gián đoạn lại và em lại tiếp tục một cái lần khác nữa, tức là lại từ bé bé xong là lớn dần để mà tiếp tục ca hai, bởi vì em với vợ em là nó chênh lệch nhau tuổi ấy, và cũng từ đó là nó cũng chênh lệch nhau về sức khỏe, đặc biệt là sức khỏe tình dục. Thế và bình thường thì cái sinh lý tình dục của cái người phụ nữ nó thường chậm hơn, từ cái giai đoạn khởi động cho đến lên đỉnh ấy thì nó cần thời gian dài, tức là họ cứ đùng đỉnh thế, còn mình thì lại nhanh quá cho nên không gặp nhau ở đỉnh được,
đúng không? Vậy thì bây giờ là phải có cách, một là làm cho vợ đi nhanh hơn bằng cái cách là yêu thương nhau từ trước khi lên giường ấy, vợ cảm thấy chồng mình tuyệt vời rồi, lãng mạn, đó là đã bắt đầu cái giai đoạn dạo đầu rồi. Tức là cái giai đoạn dạo đầu em sớm hơn một chút và kéo dài thời gian đấy, và em sẽ gặp được vợ ở cái đỉnh. Thế cách thứ hai nữa là đến khi mà mình sắp đến đỉnh rồi mà cô ta vẫn ở lưng đồi thì mình dừng lại. Có cái kỹ thuật, có cái cách nào đấy mình dừng lại, mình không lên đỉnh vội và mình lại bắt đầu một cái chu trình mới ấy, để kéo dài cái thời gian để đợi cho cô lên đỉnh cùng với mình. Đấy là hai cái cách để mà hai vợ chồng hòa hợp với nhau ấy, đi cùng chặng đường với nhau. Thế và còn một cái nữa là nó có thể chi phối tình cảm của em, tức là nó làm cho mình đi nhanh quá ở cái là áp lực tâm lý. Em nói là khi mà em thủ dâm thì nó lại được lâu, bởi vì em không có lo sợ gì hết ạ. Một mình em tự sướng, đúng không? Và em cứ ung dung tự tại như vậy. Đấy, thế còn với vợ có thể ra, mới làm thế nào cho vợ sướng nhỉ? Một tháng này rồi mà vợ cằn nhằn thế này thế kia. Thế và những cái đấy nó cũng chi phối, nó cũng là cái áp lực tinh thần mà nó làm ảnh hưởng đến cái cuộc đó, đúng không? Cái thứ nhất là em đi khám thì người ta nói em là rối loạn cương dương. Nhưng bây giờ phải tìm hiểu nguyên nhân sâu xa. Chị với em vừa mới tìm hiểu cái nguyên nhân sâu xa của đó, nhưng mà mới chạm vào được một chút thôi. Đó là yếu tố tinh thần. Mà mình đi ra trận mà mình lại cứ lo âu thì nó làm ảnh hưởng đến cái tổng tấn công của mình. Đấy là yếu tố tâm lý. Và để giải quyết yếu tố tâm lý này thì cũng cần nói chuyện rất là cởi mở với vợ, phối hợp với nhau bằng cách nào. Đấy. Đó, em cũng nghe nhiều chương trình, em cũng nghe những chuyện cũng giống vậy. Mà nói về vợ em thì cái chuyện đó thì mà đòi hỏi thì nó nói, còn bình thường thì cái chuyện đó là nó tâm lý phụ nữ thì nó cứ nghĩ là nó ngại, rồi nó cứ kêu này do ông chứ không phải là do tôi, thành ra là em lại càng bị áp lực đấy nhiều hơn. Thế thì đấy thì mới phải nói chuyện là thì dạo này anh cũng kém rồi, cho nên là cần phải sự phối hợp của hai người đó. Thế cái thứ hai là em tìm một cái trung tâm nam học để tìm hiểu nguồn gốc sâu xa của cái rối loạn cương dương là cái gì. Ví dụ như là nội tiết sinh dục của em nó bị suy giảm, và lúc đấy bác sĩ sẽ bổ sung. Như hiện nay thì chỉ là bôi ở phía ngoài, nó có tính chất bôi ngoài da, nó chưa tác động được vào sâu cái hệ thống nội tiết của em ở bên trong. Và cái hệ thống đấy là cái việc là điều khiển cái hành vi tình dục của em nhá. Vì vậy em có thể tìm hiểu xem là khoa năm học, xong là ở cái tỉnh Đắk Lắk nó có ở đâu đấy, thì rồi em đi khám để tìm rõ nguyên nhân là gì. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của bác sĩ của chương trình sẽ giúp cho anh trang bị thêm được kỹ năng để giúp cho cuộc sống của vợ chồng trở nên hòa hợp hơn. Cảm ơn anh đã gọi.